À, nhà em còn một mớ bi cầu phát sáng, bi này là bi 50 hay còn gọi là 5 cm, bi này là bi 80, bi 80 thì em còn 6 quả hay còn gọi là 8 cm, còn cái bi này là bi 10. Bi 10 này thì gọi là bi bi 100 hay còn gọi là bi 10 cm. À, và một số đá phát sáng, một số viên đá phát sáng nó dài hơn quả trứng cúc. Viên này khoảng chừng 40 đến 45 gram, nói chung là 40 đến 42 gram mà chắc. Thì anh chị em nào thật sự có nhu cầu thì cứ liên hệ với Kha Vương, bởi vì Kha Vương thanh lý hàng hóa thì anh chị em mua lẻ thì giá tốt, còn mua ôm nguyên lô thì Kha Vương sẽ thanh lý. Thanh lý đây là giá lỗ chứ không phải là giá sỉ, cũng không phải là giá vốn nữa. Để biết giá thì anh chị em cứ nhắn tin riêng cho Kha Vương. Kha Vương nói đơn giản thôi, như cái này á là Kha Vương có đăng bài trên YouTube, Kha Vương bán 450 một viên, cộng tiền ship và hai viên là 900.000, nhưng bây giờ cái giá thanh lý thì nó sẽ tốt hơn. Đó là Kha Vương nói rõ quan điểm cho mình của mình cho anh chị em biết, anh chị em hiểu rằng là Kha Vương thanh lý là như thế nào. Và trong nhà Kha Vương thì cũng còn rất nhiều mặt hàng, 2 3 ngày nay Kha Vương bị chặn cái vấn đề mà đăng bài cũng như bình luận trên Facebook nên Kha Vương không có đăng bài được. Bây giờ nó mở rồi thì Kha Vương đăng. Kha Vương cảm ơn nhiều. Nếu anh chị em nào thật sự yêu mến Kha Vương hãy ghé vào kênh YouTube Đồ Xưa Đồ Cổ Kha Vương, bởi vì Kha Vương sẽ đăng chủ yếu trên kênh YouTube của mình và chia sẻ lên các hội nhóm. Vì vậy Kha Vương rất mong được sự ủng hộ của anh chị em trên cộng đồng. Kha Vương cảm ơn nhiều.